Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt, một huyện thuộc tỉnh Hưng Yên và hai huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh đều đặt mục tiêu lên thành phố. Huyện Văn Giang phía Bắc giáp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, phía Nam giáp huyện Quai Châu và huyện Yên Mỹ, phía Đông giáp huyện Văn Lâm, phía Tây giáp sông Hồng và thành phố Hà Nội. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, Văn Giang được định sẽ trở thành thành phố và là đô thị loại 2. Đô thị Văn Giang có tính chất là trung tâm kinh tế, dịch vụ thương mại, công nghiệp và phát triển nhà ở, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của khu vực, là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Theo định hướng phát triển không gian, đô thị Văn Giang được phân thành 3 phân vùng gồm: vùng đô thị hóa tập trung, phần diện tích chọn đất xây dựng các khu đô thị được xác định trên cơ sở mở rộng của thị trấn Văn Giang hiện nay và gắn kết với hai khu đô thị lớn là khu đô thị Eco Park và Rim City, gồm từng phần hoặc toàn bộ địa phận hành chính của các xã Xuân Quan, Phùng Công, Cửu Cao, Long Hưng, Liên Nghĩa, Nghĩa Trụ. Xung quanh vùng đô thị hóa tập trung là các vùng đệm phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, logistics, thương mại dịch vụ. Vùng bãi ngoài đê phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch, cảnh quan môi trường gắn với các khu dân cư hiện hữu được cải tạo nâng cấp, nông nghiệp sinh thái. Khu trung tâm đô thị Văn Giang được xây dựng tại khu vực phía Nam đường vành đai 3,5 vùng thủ đô, thuộc địa bàn thị trấn Văn Giang, xã Long Hưng, diện tích khoảng 40 ha. Trung tâm hành chính cấp xã giữ nguyên vị trí hiện nay. Về du lịch, đô thị Văn Giang phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, giá trị cảnh quan sinh thái, môi trường. Đẩy mạnh phát triển du lịch tham quan trải nghiệm văn hóa, mở rộng phát triển du lịch cuối tuần gắn với sinh thái, trang trại, nông nghiệp nông thôn, vui chơi giải trí để đa dạng hóa sản phẩm du lịch và góp phần thu hút khách du lịch, phát triển du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, thể thao các cấp và ẩm thực cuối tuần tại khu đô thị sinh thái Eco Park, kết hợp du lịch cộng đồng, tham quan làng hoa, cây cảnh ven sông Hồng. Công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch thân thiện với môi trường, từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao. Ngoài huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, theo phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Ninh sẽ có thêm hai thành phố là Tiên Du và Yên Phong. Ngoài hai thành phố hiện có là Bắc Ninh và Từ Sơn, huyện Tiên Du và Yên Phong đều cách Hà Nội chưa đến 30 km. Huyện Yên Phong nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 15 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 29 km. Theo thống kê năm 2022, huyện Yên Phong có diện tích 96,93 km², dân số là 211.048 người. Yên Phong nằm trong khu vực đầu mối giao thông quan trọng của hai tuyến cao tốc huyết mạch vùng thủ đô Hà Nội-Hạ Long, Hà Nội-Thái Nguyên. Hiện nay Yên Phong được coi là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh với rất nhiều khu cụm công nghiệp lớn, có thể kể đến như khu công nghiệp Yên Phong 1, Yên Phong 2, khu công nghiệp V-Ship, khu công nghiệp Đông Thọ. Đây cũng là nơi đặt cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung, Amkor và Orion. Đặc biệt, nhà máy Samsung tại Yên Phong với tổng mức đầu tư 9,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 49% tổng số vốn đầu tư của công ty này tại Việt Nam. Sự xuất hiện của Samsung còn kéo theo nhiều doanh nghiệp vệ tinh đến đầu tư, đưa huyện Yên Phong nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung trở thành điểm sáng thu hút FDI và cứ điểm ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà máy Amkor Technology Việt Nam đã đóng góp vào việc phát triển ngành công nghiệp điện tử của tỉnh, cung cấp công việc và đào tạo cho nhiều kỹ sư và công nhân trong lĩnh vực này. Đây là một trong những nhà máy sản xuất chip bán dẫn quan trọng tại Việt Nam, đóng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Amkor Technology. Theo quy hoạch, thành phố Yên Phong sẽ là trung tâm công nghiệp trọng tâm của tỉnh, phát triển dịch vụ công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cấp vùng. Huyện Tiên Du nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Ninh, diện tích 95,6 km², dân số gần 196.000 người. Huyện có 14 đơn vị hành chính, trong đó có một thị trấn, 13 xã, trung tâm huyện cách thành phố Bắc Ninh khoảng 5 km, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km. Địa phương này được đánh giá cao với lợi thế về giao thông liên kết vùng giữa tỉnh Bắc Ninh với thủ đô Hà Nội. Do đó, huyện Tiên Du đang là trọng điểm thu hút mạnh mẽ đầu tư công nghiệp của tỉnh với 3 khu công nghiệp Tiên Sơn, Đại Đồng, Hoàn Sơn, một phần khu công nghiệp V-Ship với tổng diện tích đất công nghiệp khoảng 1.000 ha, thu hút hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Thành phố Tiên Du
sẽ là trung tâm công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ công cộng, thương mại, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, trải nghiệm, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ. Ngay khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ủy quyền, thị xã Quảng Yên bắt tay ngay vào công việc để phấn đấu đến năm 2025, Quảng Yên trở thành thành phố. Theo thông tin từ thị xã Quảng Yên, hiện thị xã đang chuẩn bị công tác thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Quảng Yên trở thành thành phố, tiếp đó sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc đối với Ban chỉ đạo. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với từng ban, cơ quan, đơn vị, phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai đảm bảo rõ việc, có lộ trình, rõ tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Từ đó, các ban xây dựng đảng, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung công việc, góp phần đạt mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, thị xã Quảng Yên sẽ trở thành thành phố vào năm 2025, đạt đô thị loại 2 trước năm 2030. Trước đó, ngày 21 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có quyết định về việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên thực hiện việc xây dựng đề án thành lập các phường Hiệp Hòa, Tiền An và thành lập thành phố Quảng Yên trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên tổ chức lập báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với các khu vực dự kiến thành lập các phường Hiệp Hòa, Tiền An thuộc thị xã Quảng Yên và báo cáo đánh giá trình độ phát triển hạ tầng của đô thị Quảng Yên sau khi thành lập thêm phường và mở rộng địa giới đô thị. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Chính phủ về đề án thành lập các phường Hiệp Hòa, Tiền An thuộc thị xã Quảng Yên và thành lập thành phố Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thị xã Quảng Yên được xác định là động lực tăng trưởng phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, trong đó khu kinh tế ven biển Quảng Yên với tổng diện tích 13.303 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là hạt nhân tăng trưởng phát triển mô hình thành phố thông minh với các khu công nghiệp dịch vụ đô thị cảng biển thông minh, hiện đại trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao của tỉnh và của cả vùng. Thị xã Quảng Yên vừa mới được kết nối với huyện Thủy Nguyên, được quy hoạch xây dựng thành thành phố, trung tâm hành chính mới của Hải Phòng, bằng cầu Bến Rừng. Theo quy định, để lên thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã Quảng Yên còn thiếu một số tiêu chí, trong đó cần phải thành lập mới 2 phường để mở rộng khu nội thị với 13 phường và 6 xã. Hiện Quảng Yên mới có 11 phường và cần thêm 2 phường mới, 2 xã Hiệp Hòa và Tiền An đã được quy hoạch để lên phường. Nếu trở thành thành phố vào năm 2025, thì Quảng Yên sẽ là thành phố thứ 6 của tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ngày 28 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, trong đó thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 395,95 km2 và quy mô dân số 248.896 người của thị xã Đông Triều. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 5 thành phố gồm Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và Đông Triều. Dự kiến đến năm 2030, huyện Vân Đồn của Quảng Ninh cũng sẽ trở thành thành phố. Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo mô hình riêng mà hiện nay chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành. Trong đó, sẽ không hình thành các quận mà sẽ hình thành vùng nội thị bao gồm các thành phố trong thành phố được liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến như hệ thống giao thông công cộng đô thị, hạ tầng kỹ thuật thông tin truyền thông. Các thành phố trong vùng nội thị này bao gồm Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái, Hải Hà hợp nhất với Móng Cái, được đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại 1 đến năm 2030. Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có thêm 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị. Đến năm 2030, sẽ chỉ còn 12 đơn vị hành chính do Hải Hà hợp nhất với Móng Cái với 12 đô thị, trong đó có 4 đô thị loại 1, Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Uông Bí, Cẩm Phả, 3 đô thị loại 3. Chất lượng hạ tầng kinh tế xã hội kỹ thuật đạt đô thị loại 1, Quảng Yên, Đông Triều, Vân Đồn. Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều thị xã trên cả nước sẽ được nâng cấp lên thành phố vào năm 2025. Cụ thể có, ngày 24 tháng 2 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 241 phê duyệt phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Trong đó, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được xếp hạng đô thị loại 2 và sẽ trở thành thành phố vào năm 2025. Tỉnh Bình Định đã kiến nghị nâng cấp thị xã An Nhơn lên thành phố trước năm 2025. Theo quy hoạch, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thị xã Kỳ Anh dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.
trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng tỷ lệ đô thị hóa lên 34-36% vào năm 2025 và khoảng 40-45% vào năm 2030. Theo lộ trình đến năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng địa giới hành chính của thành phố Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và một số xã thuộc huyện Nghi Lộc nằm trong hành lang Vinh Cửa Lò. Đồng thời huyện Diễn Châu cũng sẽ được nâng cấp thành thị xã. Khi hoàn thành, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn. Thành phố Vinh đã mở rộng là đô thị loại 1, 2 thành phố thị xã là đô thị loại 3 là thành phố Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và một thị xã Diễn Châu là đô thị loại 4. Đến năm 2030, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có khoảng 40-45 đô thị. Trong đó có 5 đô thị lớn, cụ thể ngoài thành phố Vinh, thành phố Hoàng Mai thì thị xã Thái Hòa cũng sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại 3 và hai thị xã là đô thị loại 4, loại 3 là Diễn Châu và Đô Lương. Đến lúc này, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 40-45 đô thị.